Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Lan AGC có một câu chuyện mới rất hay có tựa đề là Vong Hồn Lẩn Khuất. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hà ơi, em xếp quần áo xong chưa? Tiếng gọi ở ngoài phòng khách vọng vào khiến cho Hà có chút cuống quýt. Cô ấp úng rồi đáp: sắp xong rồi, anh đợi em một chút nữa. Người vừa mới gọi cô đây chính là Phong, chồng sắp cưới. Hiện cả hai đang chuẩn bị ra sân bay để bắt đầu chuyến du lịch đến đảo Ngọc Phú Quốc. Đối với Hà mà nói, đây có thể được xem là tuần trăng mật trước hôn nhân. Bởi vào 3 tháng nữa, khi mà đám cưới diễn ra, cô cũng bận thực hiện bảo vệ luận án tiến sĩ ngành tâm lý học, cho nên có khi cũng chẳng có thời gian tâm trạng để du hí. Gần nửa giờ đồng hồ sau, Hà cuối cùng cũng bước ra với hai chiếc vali chứa đầy quần áo và những vật dụng cần thiết. Trông thấy chúng, Phong lúc này phì cười: trời đất ơi, em định dọn ra ngoài đó ở luôn đó hả? Cái anh này, bao nhiêu đây còn chưa có đủ đâu, em phải bỏ lại bớt đó, tiếc lắm. Thôi, vậy không cần nhiều đồ đâu, em lúc nào chả xinh. Ai là vợ anh chứ? Rồi, vợ tương lai được chưa? Thôi ra ngoài đi, để anh xách vali cho. Taxi đợi mình từ nãy đến giờ rồi đấy. Vâng ạ, em biết rồi. Sau chuyến bay kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, thực ra dự kiến ban đầu chỉ có 4 tiếng mà thôi. Nhưng do máy bay gặp một số vấn đề cho nên phải delay, lơ lửng lòng vòng trên bầu trời đến cả tiếng đồng hồ. Đã vậy vẫn đen vẫn chưa thôi đeo bám cặp đôi này. Khi mà đến lúc đáp sân bay, về tới resort thì phòng mà họ nhận được hoàn toàn khác so với quảng cáo. Chất lượng của nó để đến mức Phong thả mất tiền cọc rồi tìm chỗ ở khác, còn hơn là phải chui rúc trong cái phòng vừa hôi hám lại chật chội cũ rích như vậy. 5 giờ chiều ngồi trong một quán cà phê ở ven đường, Hà vào hết trang web này đến trang web khác để đặt phòng. Thế nhưng tất cả đều gần như đều đã được đặt hết. Nghĩ cũng phải thôi, hai người đi du lịch vào đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phú Quốc lại là một điểm du lịch nổi tiếng nữa. Có chút bất lực, Hà lúc này thủ thỉ: anh ơi, có khi nào đêm nay mình ngủ ngoài đường không anh? Nào, em đừng có nói gở vậy. Hay là chúng ta quay lại đi, ở tạm một lúc cũng được mà. Không, anh đã nói rồi, chỗ đó mà họ lấy tới 5 triệu một đêm, còn đắt hơn cả nước ngoài nữa, trong khi chất lượng quá tệ. Em cứ yên tâm đi, anh gọi điện nhờ mấy người bạn tìm giúp rồi, và lát nữa sẽ có kết quả thôi. Đúng lúc này trời bất chợt đổ cơn mưa phùn lất phất như thể chiêu ngươi cả hai người vậy. Đang thở dài từng hơi đầy u uất thì trước bàn bên cạnh, một người đàn ông trung niên nhoài người hất hàm hỏi: này, hai người đang tìm chỗ ở hả? Phong lúc này thành thật gật đầu: vâng anh. Anh có biết khách sạn nào còn phòng trống không? Ồn ồn tí, bọn em dò mãi mà không có tìm được. Phong chưa nói dứt câu, người tài xế kia đã gật đầu rồi nói: có chứ, muốn ở kiểu sang trọng hay bình dân, 3 sao, 4 sao, 5 sao tôi đều biết cả. Trời đất ơi, đúng thật là may mắn quá anh nhỉ. Ừ. À mà này, cô trông còn trẻ nhỉ, không biết là cô sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 97, cũng bằng tuổi em gái tôi. Tuy nhiên Phong lại sợ gặp phải trường hợp tương tự, cho nên yêu cầu cho xem phòng trước. Người đàn ông có vẻ cũng thoải mái, ông gật đầu một cách nhanh chóng. Sau một cuộc điện thoại, ông chỉ sang chiếc xe hơi đậu bên kia đường: xe của tôi đó, hai người lên đi, rồi tôi đưa đi xem. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Phong tính tiền cà phê, lịch sự cộng luôn cả phần của người đàn ông tốt bụng. Cả hai chất đổ lên cúp xe, sau đó từ từ di chuyển men theo những con đường ngoằn ngoèo rồi ngừng trước một con phố khá đẹp. Người đàn ông hất hàm sang phía bên trái rồi nói: đây, đến rồi đây. Phong nhắm mắt nhìn thì nhận ra đây là một căn biệt thự 2 tầng lầu, được xây theo lối kiến trúc cũ, tuy nhiên lại trông khá sạch sẽ và sang trọng. Hai người xuống đi, chủ căn nhà này là quen với tôi đấy, lúc nãy tôi gọi họ bảo còn phòng, cứ bảo là do ông Quyền giới thiệu là họ biết ngay. Vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà nếu bọn em không có ưng ý thì sao? Có thể chỉ cho bọn em thêm chỗ khác được chứ?
Tất nhiên là được rồi, tôi gửi cậu cái card visit nha. Cần gì thì cứ gọi, tôi là thổ địa ở vùng này. Được vậy thì còn gì bằng, cảm ơn anh nhiều lắm. Sau khi kéo hai cái vali ra khỏi cúp, chiếc xe của ông Quyền từ từ rời khỏi. Hai người Hà và Phong đứng trước căn nhà, nhau mắt nhìn chung quanh như để thăm dò. Anh ơi, trông ở đây cổ kính nhỉ, không biết là phòng ốc thế nào có cũ không chứ? Anh cũng không biết, thôi cứ thử xem thế nào. Nói đến đây thì anh đưa tay ấn lên cái chuông cầm. Sau mấy tiếng chuông âm báo vang lên thì lại không có bất cứ một sự phản hồi nào. Phong bắt đầu có chút e dè và mường tượng ra kịch bản không mấy khả quan. Tuy nhiên khi đang định rời đi, Hải chỉ tay về góc trái của cánh cầm. Anh ơi xem này. Nhìn theo hướng chỉ tay của người yêu, Phong nhận ra đây là một tấm bảng nhỏ ghi số điện thoại kèm theo giọng ghi chú: cần gì xin hãy gọi. Để em gọi thử xem nào. Hải lấy điện thoại bấm số rồi chờ đợi. Trái ngược với lúc vừa lên, tiếng tút tút lúc này được điểm lại 2-3 lần thì đầu dây bên kia nhấc máy. Một giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên. Alo, ai vậy? Chào chị ạ, em muốn thuê phòng, không biết là có còn phòng trống không ạ? Chị đang ở đâu, sao lại thuê vào giờ này, lỡ cỡ quá. Em đang đứng ở trước này, là khách do anh Quyền giới thiệu. Ồ vậy hả, nếu là anh Quyền thì cô đợi tôi một lát nhé, tôi ra ngay. Sau khi cúp máy khoảng chừng chưa đầy một phút, một người phụ nữ chạc tuổi Hà xuất hiện. Xin lỗi nhé, trời mưa nên tôi không có đi nhanh được. Dạ không sao ạ, mình còn phòng đúng không chị? Còn, nếu là khách của anh Quyền lúc nào cũng còn. Cánh cổng sắt được mở lớn, người phụ nữ hớn hở giới thiệu. Chào hai người, tôi tên là Phượng, quản lý cũng như là lễ tân ở căn biệt thự này. Hai người đến đây du lịch à? Sao lại tìm phòng muộn vậy? Bọn em gặp vài sự cố cho nên... À, tôi hiểu rồi. Ở đây thấy vậy đó, trên nhiều chỗ làm ăn chộp giật lắm, treo đầu dê bán thịt chó. Phong đảo mắt nhìn quanh rồi nói chen. À chị ơi, hơi ngại nhưng mà chị có thể cho tôi biết giá thuê phòng được không ạ? Dạ được ạ. Giá ở đây bình thường là 700 ngàn một đêm, dịp lễ thì gấp đôi. Nhưng do anh Quyền giới thiệu qua nên thôi, tôi tính hai người giá bình thường nhé. Trời đất ơi thật hả chị? Bọn em cảm ơn chị. Có gì đâu, căn nhà này chủ yếu cho thuê giá bình dân với lại hỗ trợ sinh viên. Trước hai người mấy hôm đó cũng có một nhóm sinh viên trẻ ở Sài Gòn đến đây thuê. Thế người quản lý có vẻ vui tính, Phong lúc này nhanh nhẩu hỏi thêm. Thế căn biệt thự này được xây bao giờ vậy chị? Trông nó cổ kính đẹp quá. Nó xây từ năm 73, thuộc sở hữu của một viên đại tá chế độ cũ. 2 năm sau đất nước giải phóng cho nên được trưng dựng làm nhà tiếp khách của Ủy ban Nhân dân. Đến năm 2010 đó, ông chủ của tôi đấu giá được và cho sơn sửa, trùng tu lại để mở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Tính ra thì có khi tuổi của căn biệt thự này còn lớn hơn tuổi của tất cả chúng ta. Phong gần gù bởi thông tin vừa được tiếp nhận. Lâu đời như vậy mà vẫn còn được sử dụng thì quả thật là đáng nể. Như hiểu được ẩn ý sau câu nói của anh, Phượng lúc này mỉm cười rồi nói. Sự cổ kính chỉ có ở bên ngoài thôi, chứ bên trong tôi cam đoan nội thất là những thứ đồ sang trọng. Mỗi 1-2 năm thì ông chủ tôi sẽ thay mới toàn bộ, cho nên anh cứ yên tâm. Và quả đúng như những gì mà Phượng nói. Khi bước vào bên trong, Phong có chút bất ngờ bởi sự tiện nghi và hiện đại. Sau một hồi lựa chọn, cả hai người quyết định sẽ ở căn phòng góc cuối dãy ở trên tầng 2, có view nhìn thẳng ra ngoài bãi biển. Sau khi bàn giao chìa khóa cũng như nhận được 50% tiền phòng, Phượng bảo cô việc bận vì cô còn một căn biệt thự khác phải quản lý, mà bên đó có đến hơn chục vị khách. Điều này đồng nghĩa với việc nếu không có việc gì cần, Phong và Hà sẽ là những người duy nhất ở đây. Tất nhiên là cả hai thích thú lắm, bởi vừa riêng tư vừa lãng mạn lại ít tốn kém. Thế này thì có khác gì thuê nguyên cả căn biệt thự. Không biết ngày mai ngày mốt có thêm vị khách nào nữa không, nhưng cứ như hiện giờ, cả hai phải tận dụng hết sức triệt để. Phòng còn có cả hệ thống báo cháy nữa chứ, đúng là hiện đại quá mà. Mình gặp may thật anh ạ, anh Quyền ghi quả thật là người tốt. Nếu được thì mai mình hẹn anh ấy đi ăn, coi như lời cảm ơn. À, cũng được. Sẵn tiện hỏi thăm anh ấy xem có những điểm vui chơi nào, cũng như là quán ăn nào ngon. Chứ mình chân ướt chân ráo đến đây sẽ bị lửa lắm. Vâng, thế thôi em đi tắm trước nhé. Ờ, tắm đi rồi đến lượt anh. Trời này mà xả tin nước ấm ra thì hết bài đấy.
Quả nhiên sau khi được ngâm mình trong bồn nước nóng, Hà cảm thấy thư giãn kỳ lạ. Sự mệt mỏi chiều giờ đều tan biến, cứ như được sống lại thêm lần nữa vậy. Tắm rửa xong xuôi, cô thay quần áo rồi bước ra thúc giục người yêu. Phong lúc này đang ngồi trên chiếc ghế tựa, lướt lướt màn hình điện thoại. Anh Phong, anh đi tắm đi, nước trong ấy còn ấm và sạch lắm, có khi còn hơn cả khách sạn 5 sao ấy. Phong phì cười đứng lên véo một cái vào mũi của người yêu. Khớm nữa, để anh thử xem nó tốt thế nào nha. Nhiều khi anh thấy giống như em đang ăn tiền quảng cáo cho người ta đó. Hay từ đầu mọi thứ là kế hoạch của em mà. Ôi dào ơi, ăn với chả nói. Thôi lo đi nhanh đi, em đói lắm rồi đó. Vâng, tuân lệnh. Nó dứt câu, Phong đứng thững lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi bước vào trong nhà tắm. Ở bên ngoài, Hòa mở vali lấy một cái máy sấy tóc mà mình mang theo để làm cho khô đầu. Nhưng chỉ 5 giây sau, cô nghe tiếng gọi vọng lại của người yêu. Hà ơi, em đừng đùa nữa. Ơ, anh nói gì vậy? Em đừng có đùa, tự dưng lại tắt đèn. Anh đang thoa xà bông nó không thấy gì cả. Ơ, em có làm gì đâu. Hà nhòm dậy bước tới để xem. Quả đúng cái công tắc đèn trong nhà vệ sinh đang bị tắt. Ánh sáng quay trở lại, cô lập tức thanh minh. Không phải em đâu nhé, đèn nó tự tắt đó. Em được lắm nha, lát nữa ra chết với anh đấy. Ơ kìa, đừng có mà kiếm cớ nha, em không sợ đâu. Nói đến đây cô mỉm cười bước lại giường để tiếp tục xếch tóc. Một lát sau Phong tắm xong, anh bước ra và ngay lập tức vỗ lấy người yêu. Em hay lắm nha, dám trêu anh đó. Để lần sau em tắm anh tắt đèn nó không bật lại đâu. Ồ, anh dám mà, sao không? Nhưng mà em không có tắt đèn thật mà. Anh đừng có trả thù nhầm vậy chứ. Em mà không tắt thì chẳng lẽ là ma à? Cô nói cửa phòng vừa dứt thì ánh đèn trong phòng đột nhiên tắt ngấm. Hà giật mình thét lên một cách trong vô thức. Nào, bình tĩnh lại đi. Phòng ôm lấy người yêu cố gắng chấn an. Có gì đâu mà em hét toáng lên như vậy. Ánh sáng cũng nhanh chóng trở lại, kèm theo đó là nụ cười của Phong. Trời đất ơi, em nhát thật đấy. Mấy cái vấn đề điện đóm này bị như cơm bữa mà. Anh cố tình trêu em đó hả? Ồ hay, anh ở bên cạnh em thế này sao mà tắt đèn được. Thôi không có lan man nữa, em mau tranh thủ đi. Mình xuống phố tìm quán ăn, anh đói lắm. Vâng, anh đợi một chút. Mà trời tối thế này chắc không cần trang điểm đâu nhỉ. Trang điểm chi cho nó lâu, son môi thôi là được rồi. Xong xuôi cả ngày khóa cửa phòng rồi lọ mọ xuống dưới. Phượng vẫn không thấy đâu, chắc là đang bẩn túi bụi bên căn biệt thự kia. Cô cũng cẩn thận để lại một chiếc chìa khóa cầm cùng tờ giấy ghi chú. Dặn hai người cốt đi đâu thì nhớ khóa cầm lại giúp. Ra khỏi căn biệt thự cổ kính, trên đường đi Phong vẫn không quên châm chọc người yêu về cái sự cố tắt đèn vừa rồi. Phải đến lúc bước vào trong tiệm lầu, cả hai mới gác lại mà ăn uống một cách vui vẻ. Hơn 10 giờ đêm, sau khi ăn uống no say, cả hai lững thững đi bộ về căn biệt thự. Có vẻ như cơn mưa lúc chiều làm cho bầu không khí có phần lạnh lẽo. Phong vừa đi vừa lẩm bẩm: hy vọng là ngày mai trời sẽ nắng để còn đi tắm biển chứ. Mưa gió lạnh lẽo thế này còn gì là nghỉ mát. Còn Hà, cô bất giác đưa lên xoa xoa bả vai của mình rồi thì thầm: anh ơi, sao tự dưng em thấy da gà của mình cứ nổi lên từng đợt vậy chứ. Trời đất ơi, em lại bày trò gì nữa đây. Em định chọc ngược anh phải không? Xin thưa là anh không hề nhát như em đâu nhá. Không phải, em nói thật mà. Em có linh cảm. Thôi thôi, tha cho anh, đừng có linh cảm nữa. Do trời lạnh thôi chứ nóng chảy mỡ mà xem. Tất nhiên là Phong không phải là người mê tín dị đoan, cho nên anh cứ chấn an người yêu bằng những câu từ hóm mình. Về phần của mình, Hà cũng dần ổn định lại tâm lý. Và lại cô còn có Phong ở bên cạnh, chắc cũng sẽ không sao đâu. Một lát sau về đến phòng giữ âm của chuyến đi dài ngày và một ngày lang thang ở ngoài đường khiến cho Hà thấm mệt. Cô vừa nằm xuống giường lập tức chìm ngay vào trong giấc ngủ. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Bởi đang suy nghĩ trong cơn mê man thì Hà bị đánh thức bởi những cái lay rất khẽ. Ban đầu là tưởng Phong cho nên cô nhắm mắt rồi thì thào: anh đừng chọc em đi mà, để em ngủ. Thế nhưng những cú lay vẫn tiếp tục, kèm theo đó là một cảm giác lạnh ngắt nơi bàn chân. Hà mở bừng mắt ra, quả nhiên không hề có ai. Phong tuy nằm bên cạnh nhưng hai mắt lúc này nhắm lại, đang ngáy o o rõ to và đều đặn.
Nhưng nếu không phải là người yêu thì ai lại lay cô thức dậy. Chưa dừng lại ở đó, bên tai chuyển đến một âm thanh ngay như có tiếng bước chân của người bên ngoài hành lang. Thế không ổn, Hà liền lay gọi người yêu dậy. Bị đánh thức, Phong lúc này nhăn nhó: sao đó em, anh đang ngủ mà. Anh ơi, anh có nghe tiếng gì không? Không, anh có nghe tiếng gì đâu. Anh nghe kỹ đi, ở ngoài phòng ấy. Ôi dào ơi, tiếng gì? Chắc là mèo hay chuột thôi mà. Còn không thì là chị Phượng. Ngủ đi, quanh đây mà sợ cái gì. Nói rồi Phong choàng tay cô ôm người yêu vào trong lòng tiếp tục giấc ngủ. Thế nhưng chỉ mới 15 phút sau, Hà lại lay anh dậy thêm một lần nữa. Lần này giọng của cô run rẩy: anh ơi, không phải là tiếng chuột đâu. Phong nhíu mày cố gắng lắng tai nghe. Và đúng là có một cái âm thanh như thể ai đó đang bước đi vậy. Thậm chí cái bước đi có phần nặng nề, cứ như cô cố tình dẫm thật mạnh xuống nền ván gỗ. Nhưng giấc ngủ lại thể hiện sức mạnh của nó. Phong lắc đầu rồi thì thào: không có gì đâu. Nhưng mà thôi được rồi, để đó anh đi thử xem. Để cho người yêu được an tâm mà ngủ lại, Phong lúc này nhòm dậy, lững thững bước ra khỏi phòng. Lúc này là tiếng bước chân kia như to hơn gấp 2-3 lần vậy. Đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang không thấy ai, Phong lúc này lẩm bẩm: có ai đâu. Thế nhưng rồi anh lại nghe tiếng bước chân có vẻ đang hướng xuống dưới cầu thang. Thế là máu tò mò lúc này lại nổi lên. Phong lò mò bước xuống theo. Nhưng cho dù có đến tận tầng trệt, Phong vẫn chẳng thấy ai. Cánh cửa thì được khóa kín. Sau khi kiểm tra một lần nữa cho cẩn thận, anh phủi bàn tay của mình rồi quay về căn phòng trên tầng. Thế người yêu trở lại, Hà lúc này liền hỏi ngay: sao rồi anh, có ai à? Không có gì cả. Phong nằm xuống ôm vòng qua eo của người yêu rồi nhẹ nhàng nói: anh nghĩ chắc tiếng gió đập vào mấy cánh cửa sổ, cho nên mình nghe lộp cộp như có ai đó đang đi. Chứ làm gì có ai đâu. Em nhạy cảm quá. Bây giờ thì ngủ được chưa? Sáng mai còn đi nhiều điểm lắm đấy. Hà lúc này gật gù nằm yên vị trong vòng tay của người yêu. Cả hai nhanh chóng quay lại với giấc ngủ của mình. Những tưởng đâu sự việc đến đây sẽ ổn thỏa. Thế nhưng không. Chỉ vừa mới chầm mắt được ít lâu thì tiếng động khá lớn lại vang lên, giống như có thứ đồ đạc nào đó bị đổ vỡ vậy. Tiếng động này làm cho cảnh Hà và Phong cũng bừng tỉnh dậy. Hà hoang mang lắm, cô nắm lấy chặt tay người yêu. Còn Phong thì giữ được sự điềm tĩnh nhất có thể. Anh đưa tay lên miệng ra hiệu cho Hà, rồi từ từ nhòm xuống khỏi giường. Vừa mở cửa bước ra ngoài, vẫn là cái hành lang quen thuộc trống vắng. Thế nhưng không hiểu sao, Phong lại cảm thấy có chút lạnh lẽo lắm. Anh hít một hơi xoa xoa tay của mình mấy cái, rồi mới đưa tay lên ấn toàn bộ công tắc đèn, cho ánh sáng vang lên khắp cả hành lang. Thế nhưng mà mấy tiếng tanh tách vang lên mà không hề có chút ánh sáng nào phản hồi lại. Thứ ánh sáng duy nhất là cái bóng nhỏ lờ mờ treo trên tường ở tận phía đầu bên kia của tầng lầu. Ơ, điện bị hỏng à? Hành nhíu mày lẩm bẩm với vẻ mặt đầy khó hiểu. Rõ ràng vừa nãy mình vẫn còn bật được cơ mà. Tạm gác chuyện này qua một bên, không may là anh có đem theo chiếc điện thoại của mình. Thế là không một chút chần chừ, ánh sáng từ đèn flash của nó được bật lên. Phong quét ánh mắt một lượt trước mặt của mình để tìm kiếm ngọn nguồn của cái âm thanh kia. Và rồi anh đứng cựng lại khi bên trong căn phòng trống gần đó, cánh cửa sổ đã được kéo ra. Và ngay bên cạnh cái bình hoa rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Rất có thể tiếng đồ vật đổ vỡ mà anh nghe được đến từ chính nó. Anh thực ra cũng chẳng quan tâm lắm, vì căn phòng này anh chẳng hề liên quan. Nhưng một suy nghĩ khác ập đến ngay lập tức. Có khi nào kẻ đột nhập vào căn biệt thự này rồi làm vỡ cái bình hay không? Nghĩ tới trường hợp này, Phong giật lùi về phía cửa phòng của mình để thủ thế. Trong đầu thì đấu tranh tư tưởng lắm. Mình phải làm gì đây? Có nên tìm kẻ gian kia không chứ? Tuy nhiên cái suy nghĩ này ngay lập tức được loại bỏ. Bởi nói gì thì nói, lỡ có kẻ gian thì Phong cũng đâu cần mạo hiểm như vậy. Chỉ cần về phòng của mình khóa cửa cố thủ là được. Chứ giờ đi tìm, lỡ đâu bị đánh úp thì thành oan gia mất. Rồi thì còn Hà, lỡ như cô gặp nguy hiểm thì sao? Thế cho nên Phong lập tức mở cửa phòng của mình rồi bước vào.
Thấy người yêu qua chốt cửa, Hà lúc này liền tò mò. Sao vậy anh, có ai à? À không, không có ai cả. Phong lúc này lắc đầu vì không muốn người yêu lo lắng. Thôi đi ngủ đi em. Vâng ạ. Phong ôm lấy người yêu, nhưng ánh mắt thì cứ hướng ra ngoài cửa để xem chừng. Cứ như vậy anh nhìn cho đến khi gục xuống, ngủ lúc nào không hay. Đến tận hơn 8 giờ sáng hôm sau, Phong lúc này mới tỉnh dậy được. Hà thậm chí là còn chưa tỉnh dậy. Tranh thủ lúc người yêu còn chưa dậy, anh dự định đi tắm rửa trước cho đỡ mất thời gian. Mang theo bộ quần áo vào trong nhà tắm, Phong dùng tay vặn nhẹ vòi nước để kiểm tra nhiệt độ. Sáng nay có vẻ thời tiết đã có nắng trở lại, cho nên Phong tắm luôn bằng nước lạnh cho sảng khoái. Nước từ trong vòi sen tuôn ra, sự mát lạnh khiến cho Phong thích thú lắm. Tuy nhiên thì với sự thích thú này không kéo dài được bao lâu, bởi Phong nhận ra hình như có một cái mùi hôi thoang thoảng qua mũi của mình. Anh lúc này nhíu mày. Mùi gì vậy chứ nhỉ? Vừa nói thì Phong vừa đưa lên mũi người. Cuối cùng thì anh cũng phát hiện ra nguồn gốc của thứ mùi hôi kia. Đó chính là từ trong vòi nước. Anh đóng vòi đưa mắt quan sát. Quái lạ. Mọi thứ vẫn bình thường. Nước ra lại sạch thế này cơ mà. Hay là hệ thống ống dẫn có vấn đề gì chứ? Nghĩ như vậy cho nên Phong bước ra ngoài không tắm nữa. Anh móc điện thoại ra gọi cho Phượng để phản hồi. Alo. Cô Phượng đây hả? Tôi đây, cho hỏi ai vậy? Tôi là hành khách thuê phòng ở căn biệt thự đường 3 tháng 2 đây mà. À, tôi thấy số lạ cho nên là... Hôm qua là người yêu của tôi gọi đó. Vâng ạ, thế có chuyện gì vậy anh? Tôi thấy nước ở trong phòng có mùi hôi quá. Cô xem gọi thợ đến khắc phục đi. Chứ thế này sao mà tắm rửa được hả? Sao ạ, nước bị hôi hả? Đúng rồi, hôi lắm. Người cứ như là mùi chuột chết đó. Vâng ạ, thành thật xin lỗi anh. Để tôi gọi người đến khắc phục nha, mong anh thông cảm. Anh có thể sang phòng khác hoặc là dưới sảnh lễ tân. Có sẵn một cái phòng tắm đó. Được rồi, thế nhưng mà tôi nghĩ chắc ở đâu á, nước cũng vậy thôi. Cô cố gắng khắc phục sớm nhé. Vâng ạ, tôi sẽ gọi ngay đây anh. Kết thúc cuộc gọi, Phong có chút bực bội. Không may là chưa thoa xà phòng lên người. Anh quay trở ra phòng ngủ. Lúc này Hà cũng đã tỉnh dậy, nhận thấy vẻ mặt có phần khó chịu của đối phương, cho nên cô tò mò hỏi. Anh làm sao vậy? Phong thuật lại câu chuyện vì mùi hôi trong nguồn nước cho người yêu nghe. Hà lúc này liền thốt lên. Trời đất ơi, vậy là ở đây cũng đâu có tiện nghi cho lắm chứ. Thảo nào mà người ta chỉ lấy 700 ngàn. May là đêm qua trước khi đi ngủ em có tắm sơ qua, cho nên bây giờ cũng không cần tắm. Chỉ cần dùng nước lọc để vệ sinh cá nhân, đánh răng cũng được mà. Sau khi vệ sinh xong, Hà và Phong ra ngoài bắt đầu chuyến khám phá của mình. Quả thật thời tiết đẹp khiến cho mọi thứ diễn ra hết sức mỹ mãn. Hà có được cả bộ cả mấy trăm bức ảnh do Phong chụp bên biển, có cả ảnh cô nằm trên chiếc thuyền sắp rồi trôi ra tận ngoài mặt nước, rồi có flycam chụp từ trên xuống trông rất thơ mộng. Đầu giờ chiều, sau khi mà thỏa thuê với mâm hải sản tươi rói, Phong và Hà lại về căn biệt thự để nghỉ ngơi, sạc lại năng lượng rồi chiều tối sẽ đi khám phá một cái nhà hàng địa phương. Về đến nơi, Hà nhận ra trên bàn trong phòng khách có một mảnh giấy ghi chú. Nội dung bên trong nói về việc hệ thống nước đã được khắc phục, kèm theo một lời xin lỗi. Đây chắc chắn là cô Phượng để lại. Cô thì thầm. Anh này, tính ra chị Phượng cũng xử lý nhanh đi chứ. Đánh lên xem nào. Sau khi về phòng, Hà kiểm tra thử thì đúng là nước đã bình thường, không có mùi hôi nào cả. Anh vặn vòi nước tắm một cái cho cơ thể sảng khoái rồi bước ra. Sao rồi anh, còn hôi không? Hết rồi. Thế để em đi tắm nha. Một lát sau, Hà trở ra với một chiếc khăn tắm quấn quanh người. Quả thật cả hai tuy đã có làm chuyện vợ chồng từ trước, thế nhưng bây giờ đứng trước thân hình bốc lửa của người yêu, Phong vẫn không thể nào cầm lòng được. Em à, hay mình làm tí nhỉ? Thôi, đi từ sáng đến giờ em mệt lắm, mà bây giờ lại làm thì chắc chiều em liệt giường mất. Gì mà nghiêm trọng vậy? Mình trước đây vẫn làm bình thường mà. Nhưng mà thôi, nói chung em mệt lắm, anh thông cảm cho em một hôm đi nào, mai em bù nhá. Thì được rồi, anh không có ép đâu. Phong gật gù, tuy trên gương mặt lộ rõ không hài lòng cho lắm, thế nhưng biết làm sao bây giờ. Nếu như làm chuyện đó mà Hà không vui thì lấy đâu ra thú vị. Nói rồi Phong đứng lên lấy điện thoại lướt xem mấy đoạn video trên TikTok cho giết thời gian.
Còn về phần của Hà thì cô nằm chưa được bao lâu thì thiếp đi trong cơn buồn ngủ. Đang mải mê giải trí thì Phong khựng lại bởi có người gọi đến, là một số máy khá lạ. Anh nhíu mày rồi nhấc máy. Alo, ai đó? Cho em hỏi đây có phải số của anh Phong không? Tôi đây, cậu là... Dạ, em là bên dịch vụ giặt ủi. Sáng nay anh có ghé qua cửa tiệm mà gửi hai bộ quần áo. Em hỏi xem giờ nào anh ở đâu để em giao à? Xong rồi hả? Nhanh đấy. Vâng ạ, bên em có máy giặt sấy chuyên dụng nên nhanh lắm. Bây giờ tôi đang ở biệt thự đường 3 tháng 2. Để tôi nhắn tin địa chỉ cụ thể nhé. Vâng ạ. Sau khi ngắt cuộc gọi, Phong gửi thông tin bằng tin nhắn rồi chờ đợi. Cũng chỉ chừng 10 phút sau số điện thoại kia gọi đến. Anh ơi, em đến rồi. À, tôi xuống ngay đây. Xuống đến cổng, Phong mở cửa, mở sẵn ví để lấy tiền. Bao nhiêu? Dạ 70.000. Con số có vẻ khá đắt so với tưởng tượng của Phong. Tuy nhiên dịch vụ ngày lễ mà. Anh đành chép miệng rồi thanh toán cho nhanh. Đây, tiền đây. Phong chìa tờ tiền 500.000 của mình ra. Cậu thối lại tôi 430 nhé. Ôi chết rồi, em không có đủ. Thế à, thế cậu đợi một chút nhé. Tôi vào trong lấy thêm tiền đã. Chắc người yêu tôi có tiền lẻ đấy. Vừa nói Phong vừa toan định quay vào bên trong hỏi Hà thì liền bị người giao quần áo kia gọi lại. Thôi không cần đâu anh. Hình như là em thấy trong ví của anh có tờ 50.000 để em được mà. Phong có chút giận mình bởi 70.000 mà chỉ lấy có 50. Thả bớt 1-2 hoặc cùng lắm là 5.000 đồng thì còn thích bình thường. Chứ đằng này ai lại giảm gần 30% như vậy. Cậu không nói nhầm chứ? Vâng, em không nhầm mà. Anh đem 50 được rồi. Không để cho Phong kiểm suy nghĩ gì thêm, người giao hàng chủ động lấy tờ 50.000 trong ví rồi quay lưng rời đi. Để lại Phong ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm. Quái nhỉ, cái cậu này sao vậy? Không cần tiền à? Chẳng lẽ gấp đến nỗi mà chịu mất số tiền như vậy? Tuy nhiên Phong cũng chẳng tò mò gì thêm. Anh mang cái túi đựng hai bộ quần áo rồi bước vào bên trong. Một lát sau, khi ngửi thấy mùi thơm dịu từ cái túi người yêu đang xách, Hà lúc này suýt xoa. Thơm quá anh ạ. Thơm hơn cả cửa hàng giặt ủi thành phố em hay dùng đó. Có đắt không anh? Không đâu. Giá gốc là 70 nhưng người ta chỉ lấy 50. 50 á? Anh đừng đùa em. Ai lại bớt nhiều vậy? Anh nói thật mà. Phong kể lại cho người yêu nghe chuyện người giao hàng chấp nhận lấy ít tiền để rời đi. Nghe xong Hà lại càng bất ngờ hơn. Anh đừng đùa nhé. Ai lại như vậy? Chẳng lẽ anh ta bị điên à? Anh nói thật mà. Chứ không bịa ra làm cái gì. Mà chắc có khi cậu ta điên thật nên trông gương mặt ngáo ngơ lắm. Thôi không nói chuyện đó nữa. Phong nằm xuống kế bên của người yêu. Bởi anh thấy Hà có vẻ tươi tỉnh chứ không mệt mỏi như lúc trưa. Cơn hứng tình trong người lại nổi lên. Anh đưa tay luồn vào áo của cô rồi mân mê đôi bầu ngực căng mọng. Hà, chờ anh tí nhá. Những tưởng đâu mọi thứ sẽ êm xuôi. Thế nhưng không. Lại thêm một lần nữa Phong nhận được sự từ chối có phần phũ phàng của người yêu. Thôi mà, em mệt thật đấy. Em chẳng có hứng thú gì cả. Anh cứ vậy em thấy khó chịu lắm. Thế phản ứng khá gay gắt của người yêu, Phong liền rút tay ra thở dài ngao ngán. Anh biết rồi, anh xin lỗi. Em đừng giận anh nha. Nói xong anh quay người về hướng ngược lại, mở điện thoại lên tiếp tục xem TikTok giải khuây của mình. Còn về phần của Hà, có lẽ cũng thấy mình có chút nặng lời. Cô ôm lấy anh đặt một nụ hôn lên trán. Thôi ngoan đi. Để em khỏe hơn em chiều cho anh bao nhiêu trả được. Lúc ấy chỉ sợ anh không có sức đó. Thôi em đi tắm rồi em ngủ nha. Tối nay mình đi ra ngoài tìm một quán cà phê nào đó thật đẹp lãng mạn đi. Hình ảnh ban ngày của em đủ rồi. Còn hình ảnh ban đêm thôi. Ờ, anh biết rồi, em đi đi. Để cho Hà bước vào trong phòng tắm, Phong nằm vật ra giường, đưa cặp mắt chán nản nhìn chặt lên trần nhà. Trước khi xác định có chuyến đi này, anh cũng mường tượng ra cảnh hai người chìm đắm trong những cơn khoái lạc bất tận. Thậm chí trong vali của mình, Phong còn mang theo đến hai hộp bao cao su. Không ngờ rằng Hà không có hứng thì chúng hoàn toàn vô dụng. Sau vậy tất nhiên là Phong không muốn bỏ cuộc. Anh Hạ quyết tâm hai ngày còn lại sẽ phải làm cho Hà thoải mái mà tình nguyện làm chuyện ấy với mình. Khoảng chừng 10 phút sau, Hà từ trong phòng tắm bước ra, vẫn là một chiếc khăn tắm mỏng manh cho thân hình nóng bỏng. Phong xao xuyến trong lòng lắm nhưng cũng đành chịu. Anh tiếp tục lướt điện thoại đến giờ ăn. Hơn 6 giờ cũng là lúc trời dần tối. Phong thay quần áo xong,
Còn Hà thì đang mải mê ngồi trước bàn trang điểm. Thời gian cứ như vậy trôi đi cho đến tận 7 giờ, cô vẫn còn loay hoay không xong. Vừa đói vừa sốt ruột, Phong lúc này thì thầm. Em này, em có thể nhanh hơn một chút không? Sao mà lề mề vậy chứ? Hà nghe vậy quay sang nhíu mày nhìn người yêu rồi hắng giọng. Anh làm sao vậy? Em phải đẹp chứ. Anh không muốn em đẹp đi với anh à? Được rồi, muốn thế nhưng mà nhanh lên. Anh còn chưa tìm được chỗ ăn uống với cà phê nhâm nói đâu. Lúc ấy lại mất thêm thời gian. Anh yên tâm đi, em tìm được rồi. Tìm rồi á? Em tìm lúc nào? Bí mật. Make up xong xuôi, Hà đứng lên kéo theo người yêu rời khỏi phòng. Trong thời gian đợi taxi đến, Hà nhìn thấy ánh đèn đường chiếu rọi vào trong cánh cửa khá đẹp và nghệ thuật, cho nên cô thúc giục người yêu. Anh ơi, chụp em một tấm nhá. Ở đưa điện thoại đây. Phong nhận chiếc điện thoại trên tay của người yêu rồi bắt đầu giơ lên. Vốn cũng có khiếu chụp ảnh, cho nên lần nào chụp cho Hà anh cũng được cô khen ngợi. Thế nhưng lần này thì không như vậy. Hà sau khi xem ảnh thì gương mặt cô tối sầm lại. Anh chụp kiểu gì đấy? Xem lại lùn tịt thế này. Ờ, anh vẫn chụp như mọi khi mà. Đúng, rách việc mà. Nhà có tí cũng chả làm được. Phong có chút hụt hẫng, đang định bảo người yêu đưa cho mình chụp lại thì chiếc taxi vừa tới. Thế là anh đành gác lại để lên xe rời đi. Ngồi ở hàng ghế sau, Phong chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang vợ, như thể muốn xin lỗi cô vậy. Này, cậu gì ơi? Có tiếng gọi ở ghế lái vọng lại, Phong giật mình ngậm ngùi đáp. Vâng, sao hả? Cứ cho bọn em đến nhà Sao Mai ở đường Nguyễn Huệ đi. Cái này thì tôi nhớ rồi, chỉ là muốn hỏi hai người một chút chuyện thôi. Anh cứ hỏi đi. Hai người ở trong cái căn biệt thự cổ đó hả? Vâng ạ. Ở bao lâu rồi? Mới từ hôm qua. Thế thì còn sớm đó, chuyển chỗ đi, đừng ở đấy. Sao vậy? Cậu không biết à, căn biệt thự đã có ma đấy. Nghĩ mình bị đối phương trêu chọc cho nên Phong phì cười lắc đầu. Thôi, tôi không sợ đâu, anh đừng hù. Tôi không đùa đâu mà. Phong cựng lại, bởi nhận ra sự nghiêm túc trong giọng điệu của đối phương. Này, để tôi nói cho cậu nghe. Cái căn biệt thự mà cậu thuê nó vốn được xây dựng nên từ nền đất của một cái nghĩa địa. Ngoài ra chủ nhân của nó là một viên sĩ quan của chế độ trước đó. Hắn ta không biết đã bắn bỏ biết bao nhiêu người trước khoảng sân nhà đó. Cho nên là âm khí của nó phải nói là cực kỳ nặng nề. Tôi là dân bản địa ở đây, cũng từng có vài lần tận mắt chứng kiến chuyện tâm linh ở đó. Chuyện tâm linh à? Nếu mà nhớ không nhầm thì khoảng 4-5 năm trước, cái thời đó tôi mới vào nghề taxi, cho nên siêng chạy khuya để kiếm thêm thu nhập đấy. Khi hôm ấy khoảng chừng hơn 1 giờ sáng, tôi đi ngang qua cái đoạn đường của căn biệt thự cổ thì thấy có bóng người từ trong đó bước ra. Đưa tay vẫy vẫy vốn đang ấy khách, người kia lại có vẻ là phụ nữ cho nên tôi liền thấp vào. Chào chị ạ, à, chị cần đi đâu không? Anh cho tôi đi với, tôi cần đi gấp. Vâng, mời chị lên xe. Người tài xế đang định xuống khỏi ghế lái để mở cửa, tuy nhiên người phụ nữ kia đã làm thay phần việc ấy. Bà ngồi ở hàng ghế sau, lúc này ông mới nhìn được phần nào dung nhan của đối phương qua tấm kính ở đằng sau. Thưa chị, là chị cần đi đâu à? Cứ đi thẳng, tôi chỉ đường cho. À vâng. Người tài xế cứ như vậy khởi động rồi chạy xe đi. Ban đầu ông còn nghe thấy giọng của người phụ nữ chỉ đường, nhưng được một lúc thì không nói gì nữa. Đến gần ngã tư ông quay sang hỏi. Chị ơi, giờ mình đi hướng nào chị? Không có tiếng trả lời. Ông bất giác đưa mắt nhìn lên chiếc kính trước mặt thì hỡi ôi, không còn thấy người phụ nữ kia đâu nữa. Để cho chắc ăn hơn, ông quay đầu của mình lại. Và đúng là chẳng có ai ở đó thật. Chỉ có mấy tờ tiền âm phủ nằm rải rác trên băng ghế mà thôi. Bên mình đã gặp phải thứ không nên gặp, thế là vội vàng nhấn ga chạy thẳng về nhà. Đến nơi ông nằm liệt giường ốm đến cả chục hôm mới khỏi. Những lúc mê man trong cơn sốt, ông nằm mơ thấy người phụ nữ kia trong hình hài hết sức kinh dị. Cả người dính đầy ròi bỏ, máu me chảy ròng ròng, kèm theo đó là một nụ cười hết sức kinh dị. Kể tới đây thì người tài xế chép miệng. Đợt đấy cũng may là tìm được thầy cao tay ấn chị đó, cho nên tôi mới qua được kiếp nạn. Còn lúc nãy khi mà được thông báo của tổng đài rằng đến để đón khách, tôi cũng lo lắng lắm, nhưng mà thấy cũng còn chưa có tối. Với lại thông báo từ tổng đài cho nên tôi nghĩ không phải là do ma làm. Câu chuyện được kể xong, Phong cũng không muốn tin cho lắm. Thứ anh lo lắng là Hà nghe được lại suy nghĩ lung tung mà thôi.
Thế nhưng khi quét ánh mắt nhìn về cô thì khá bất ngờ, Hà gần như không quan tâm đến câu chuyện của cả hai người. Cô đang đưa mắt nhìn qua ô cửa kính của chiếc xe. Hà! Nghe tiếng gọi, Hà giật nảy mình. À, sao vậy? Em vừa rồi có nghe anh nói gì không? Nói gì? Thế thì được rồi, không có gì đâu. Người tài xế bắt đầu nói vọng xuống. Sắp tới rồi đấy, hai người nhớ kiểm tra kỹ đồ đạc cá nhân, chứ nếu bị rơi mất thì có khi phải đến năm mai mới nhận được đấy. Chạy xong cuộc này là tôi về nhà nghỉ ngơi. Vâng ạ, cảm ơn anh. Sau khi thanh toán tiền taxi, Phong mở cửa rồi cùng người yêu bước vào trong nhà hàng Sao Mai. Có chút bất ngờ bởi Phong thấy nhà hàng này có vẻ vắng khách lắm. Hôm nay là lễ, nhưng mà vắng thế này thì có khi nào chất lượng của nó không ổn không? Phong lúc này quay sang người yêu. Hà này, em biết cái nhà hàng này từ đâu? Người ta đăng báo hay là mạng xã hội quảng cáo? Không, từ một người bạn thôi. Anh chần chừ gì vậy chứ, mau vào đi. Phong bước theo Hà vào đến bên trong. Không gian rộng lớn khu vực bán hàng khiến cho sự vắng vẻ càng được nhân lên gấp bội. Gần 30-40 cái bàn, nhưng chắc chỉ chừng có 10 vị thực khách mà thôi. Từ phía quầy lễ tân, một người phụ nữ trung niên bước ra, đon đả nở một nụ cười tươi rói. Chào hai em. Hai em đi mấy người vậy? Còn ai nữa không? Dạ thưa không ạ, chỉ có hai thôi. Rồi, thế để chị xếp bàn gần cửa sổ nhé. Vâng ạ. Nói đến đây, Phong và Hà được người phụ nữ kia dẫn đến một chiếc bàn nằm gần góc phải, nơi có một chiếc ô cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài biển. Đến lúc xem menu, Phong có chút bất ngờ bởi giá của nó hết sức phải chăng, không quá đắt đỏ. Thậm chí có những món rất rẻ, chỉ là không biết tài nghệ nấu nướng của các vị đầu bếp thế nào mà thôi. Sau khi gọi trước mấy món, chắc do vắng khách cho nên những món này được phục vụ rất nhanh. Mà màn là món tôm sống sốt Thái chấm với nước tương mù tạt. Phong ngay lập tức khựng lại khi cho con tôm đầu tiên vào trong miệng của mình. Trời đất ơi, cái này ngon quá vậy. Không chỉ có mỗi món ấy, mà tất cả những món mà anh gọi ra đều có cách chế biến và nêm đếm với khẩu vị của Phong lắm. Càng ăn anh lại càng thắc mắc, tại sao một quán ăn ngon như vậy mà lại vắng khách. Hà, em xem đi, ngon thật đấy. Em đúng là biết chọn quán đấy. Vừa nói Phong vừa nhìn người yêu. Tuy nhiên anh nhận ra cặp mắt của Hà lúc này đang hướng về một nơi khác. Đó chính là người phụ nữ chủ nhà hàng đang đứng ở trong quầy. Này! Phong vỗ nhẹ vào vai của người yêu. Hà cũng giật mình chừng mắt nhìn lại. Em làm cái gì mà cứ như người mất hồn vậy? Còn nhìn chằm chằm người ta. Em không sợ họ nghĩ mình biến thái à? Trước câu hỏi của người yêu, Hà chỉ lắc đầu nó một cách để lạnh lùng. Lo ăn đi, để em gọi thêm mấy món. Tuy thấy người yêu có vẻ lạ, thế nhưng Phong cũng không muốn hỏi thêm, mà tập trung vào những món ngon trước mặt của mình. Một lát sau khi đã no căng bụng, anh đưa tay vẫy. Bà chủ ơi, tính tiền. À đây, tới ngay. Người phụ nữ đon đả bước tới, vẫn là cái nụ cười tươi rói đầy thân thiện. Của hai người hết ra 1.200.000. Rẻ quá, cả chục món mà, bà chủ có nhầm không? Giờ ở đây niêm yết trong menu cả rồi, không nhầm đâu cậu. Mà ngày lễ sao không có tăng giá? Ôi dào ơi, giá bình thường còn chả có khách mà bảo tăng. Chắc là chỉ có ma mới ghé mất thôi. Cái nhà hàng này của tôi nằm ở vị trí không có được tốt. Và lại thời buổi bây giờ đó, mấy cái hàng quán ở đầu đường chạy quảng cáo và tiếp thị rầm rộ lắm. Họ hút hết khách du lịch rồi, nên là nhìn chung chỉ có dân bản địa mới biết tìm đến để ăn thôi. À, thì ra là như vậy. Mà sao cậu lại biết chỗ này? Trong hai người cũng có vẻ không phải dân ở đây. Vâng ạ, là người yêu của em dẫn đến. Cô ấy bảo bạn ấy được giới thiệu. Em đúng là mở mang được tầm mắt đấy. Cậu quá khen. Nếu mai còn ở lại thì cứ sang đây nhá. Hải sản ở đây bao tươi ngon lắm. Vâng ạ, nếu có thời gian em nhất định sẽ ghé. Hai người đang nói chuyện khá vui vẻ. Trong lúc Phòng mở ví lấy tiền thanh toán, Hà ngước mắt lên nhìn bà chủ quán rồi thì thầm. Sau này sức khỏe của chị thế nào? Ổn cả chứ? Tất nhiên cái câu hỏi này khiến cho bà giật mình. Ủa? Cô quen tôi từ trước đó hả? Không có gì, tôi quen miệng thôi. Xin lỗi chị. Phong lúc này cũng đã gửi tiền xong. Anh nắm tay của người yêu đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Trên đường đi chốc chốc anh lại tấm tắc khen ngợi. Về đến căn biệt thự kim đồng hồ chỉ sang hơn 10 giờ tối.
Phong tắm táp vệ sinh cá nhân bước ra ngoài. Lúc này đây anh trông thấy Hà đang ngồi ở trên ghế, phóng tầm mắt ra khoảng sân tối đen như mực. Phong nhíu mày ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi: Em sao vậy? Có bị gì không? Từ lúc ở ngoài về tới giờ anh thấy em có gì lạ lắm. Nghe tiếng gọi, Hà quay sang lắc đầu: Em không sao hết, có gì đâu mà lạ chứ, anh lại nghĩ lung tung rồi. Phong nhìn chằm chằm vào mặt của người yêu: Em nói thật chứ, không giấu danh chuyện gì chứ hả? Không có, anh đừng đa nghi. Thế bây giờ đã khỏe chứ? Câu nói để ẩn ý của Phong một lần nữa được Hà phớt lờ. Cô nằm xuống giường ngáp một hơi rồi nói: đi ngủ thôi. Phong nhíu mày lắc đầu một cách đầy bất lực. Và cũng chỉ một lúc sau, tiếng ấy của Hà đã vang lên đều đặn. Về phần của mình, Phong không buồn ngủ cho lắm. Một phần vì chưa nằm nghỉ ngơi nhiều, phần nữa là anh trông thấy chiếc điện thoại của người yêu đang nằm ở trên giường. Nhớ tới mấy tấm ảnh bị chia lúc tối, anh quyết định để xem thử rốt cuộc là mình mắc lỗi gì khiến cho Hà không hài lòng như vậy. Nói là làm, anh cầm điện thoại của Hà lên, nhập mật khẩu rồi vào album ảnh. Thế nhưng anh nhanh chóng cựng lại, bởi đầm vào mắt của anh hiện tại chẳng có bức ảnh nào được chụp từ lúc tối. Cô ấy xóa rồi sao? Không đúng, Hà làm gì có thói quen xóa ảnh đâu. Cho dù có lỗi thế nào cũng cứ để yên ở trong ấy, một cách như để lưu giữ kỷ niệm cơ mà. Càng nghĩ Phong lại càng khó hiểu. Và rồi anh ấn thử vào thùng rác để xem. À, đây rồi. Thì ra Hòa đã xóa chỉ trong album mà thôi, chứ thùng rác thì vẫn còn lưu giữ lại. Anh nhấn vào khôi phục mấy tấm ảnh rồi xem. Thế nhưng rất nhanh chóng Phong như chết đứng. Hai mắt của anh mở to trừng trừng. Không phải thôi, bởi những gì được hiện ra trong bức ảnh hết sức kỳ dị. Cụ thể gương mặt của Hà bị nhòe đi, và ở ngay sau lưng của cô có một cái bóng người mặc quần áo màu trắng đang ẩn hiện. Cái gì thế này? Nhớ tới lời kể của người taxi lúc tối, Phong nhận thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh lắp bắp: Làm sao có thể được chứ? Hay có khi nào ở đây thực sự có ma? Câu hỏi thầm trong lòng vừa dứt thì một tiếng động khá lớn từ bên ngoài vọng lại, nghe như tiếng ai đó đóng cửa mấy căn phòng kế bên thật mạnh. Thế không ổn, anh liền chạy tới kiểm tra cái chốt cửa. Để an tâm hơn, Phong lúc này còn vần cái tủ gỗ nhỏ chắn ngang. Thực ra anh không biết nó có tác dụng gì với thế lực tâm linh hay không, thế nhưng chỉ ít nó khiến cho bản thân anh cảm thấy an toàn. Cả đêm Phong gần như chập chờn trong những lo nghĩ. Đến sáng khi Hà tỉnh dậy, anh liền ghé sát tai của người yêu: Em này, em mau dậy vệ sinh cá nhân thu dọn đồ đi. Thu dọn đồ sao vậy, anh định về à? Theo lịch còn 2 ngày nữa cơ mà. Không, anh muốn mình đi tìm một cái khách sạn khác. Ô hay. Hà lại đưa gương mặt để khó chịu nhìn sang người yêu: Anh lại bày cái trò gì vậy? Thì anh thích vậy thôi, anh muốn đổi gió một chút. Hà ngay lập tức từ chối: Thôi, em thấy ở đây quá tốt rồi, đi ra ngoài thuê làm gì cho nó tốn. Hơn nữa chúng ta chỉ ở thêm một đêm nữa thôi mà, sang thứ 6 mình trả phòng rồi, đi đâu chơi đó, chiều bay về thành phố. Nhưng mà anh sao vậy? Có gì cứ nói ra đi. Phong tất nhiên là không thể nào nói được những suy nghĩ của mình cho Hà nghe. Anh đành gật gù từ bỏ ý định rời khỏi đây, vì biết có nói thêm thì Hà cũng càng thấy khó chịu mà bắt anh khai ra sự thật. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Hôm nay việc duy nhất Phong có thể làm cho bản thân đó chính là ở cùng Hà, ở yên ngoài đường, đi đủ chỗ để ăn chơi, thậm chí chưa cũng không trở về nghỉ ngơi như hôm qua. Hà có hỏi thế nhưng Phong lắc đầu, viện cứ muốn đi chơi cho thỏa thích. Nhưng rồi làm thế nào thì cuối cùng cũng đến hết ngày, anh cũng đành phải trở về căn biệt thự cổ kia mà thôi. 11 giờ trời càng về khuya, bầu không khí có phần lạnh lẽo bởi bên ngoài có cơn mưa rả rích. Còn trong phòng thì Hà bật máy lạnh với một mức nhiệt độ khá thấp. Hà lúc này đã say giấc, còn Phong thì chưa. Hay nói đúng hơn là anh không thể ngủ nổi, bởi trong đầu tràn ngập những suy nghĩ hết sức mông lung. Từ bé đến giờ anh tin vào ma quỷ không hẳn, nhưng nói không tin thì cũng chẳng đúng. Bởi nhớ lại hồi bé khi mà bà ngoại của Phong mất, anh đã từng trông thấy bà hiện về, đứng kế bên chính quan tài của mình, nhìn hết mọi người một lượt rồi mới biến mất.
cho nên anh chỉ xem những linh hồn ma quỷ là một vấn đề còn chưa giải thích được mà thôi. Và rồi trong lúc cặp mắt vô thức của Phong hướng nhìn qua ô cửa sổ xuống khoảng chân phía trước, thì anh nhận ra đây là một quyết định sai lầm trong cuộc đời của anh. Bởi ngay giữa khoảng sân, một cái bóng người mặc quần áo trắng đang đứng ở đó. Và tất nhiên cái bóng người này hoàn toàn giống với cái thứ anh thấy trong tấm hình chụp Hà đêm qua. Trong giờ phút này, tất nhiên Phong biết mình đang nhìn thấy thứ gì. Bởi anh thừa sự tỉnh táo để hiểu được làm gì có ai có thể xuất hiện vào cái giờ này cơ chứ. Hơn nữa căn biệt thự đây hết sức kín cổng cao tường, chẳng có lý do gì để khiến cho một người mặc quần áo trắng rồi đứng giữa sân như vậy. Cái ốc trên người của anh nổi cùng cục, luồng hơi lạnh thì chạy dọc sống lưng. Anh! Một giọng nói quen thuộc kèm với một cái vỗ vai từ đằng sau làm cho hồn phách cổ Phong như là trên mây. Anh hét toáng lên theo phản xạ. Anh bị gì vậy anh Phong? Phải mất một lúc Phong mới hoàn hồn lại được, vì anh nhận ra người vừa mới gọi mình chính là Hà. Cô đưa cặp mắt khó hiểu rồi hỏi. Anh bị sao vậy? Gì mà cứ như thấy ma vậy? Anh thấy ở ngoài sân có người. Đâu? Đem xem thử xem nào. Nói rồi Hà ghé mắt nhìn qua ô cửa. Thế nhưng cô lại chẳng có chút hoảng loạn nào giống như người yêu của mình. Thậm chí cô còn hỏi ngược lại. Anh tính trêu em nữa phải không? Làm gì có người nào ở đó? Không, anh thấy có mà. Phong vừa nói vừa đứng lên nhìn lại xuống chỗ khoảng sân. Nhưng quả thật là không hề có bóng người nào. Mọi thứ đều im lắng. Anh như một kẻ mất hồn vội vàng giải thích. Không đúng đâu. Rõ ràng anh vừa thấy có bóng người. Hà, là ma đấy. Anh hiểu rồi, là ma đấy, em nghe anh đi. Ờ hay. Anh đúng là định chiêm thật rồi. Chứ người yêu của em làm gì nhút nhát như vậy. Em còn nhớ là lúc mới vào đây ở đó, em còn bảo là thấy nó lạnh lẽo, đã liền bị anh trêu cơ mà. Bây giờ anh nói vậy sao em tin được? Không, anh nói thật. Em nghe anh đi hả? Thôi không đùa nữa. Anh dạo này hư lắm đấy nhá. Em đã mệt rồi mà không cho em ngủ nghỉ gì cả. Anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Rồi sao mình sắp về rồi, bây giờ chẳng lẽ ngủ ngoài đường hả? Nói rồi cô quay trở lại giường. Phong gần như không thể nào thuyết phục được người yêu. Thế nhưng anh không thể bỏ đi mà không có cô. Thế là cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải cố gắng để ở lại thêm một đêm nữa. Nằm xuống lại giường, Phong trằn trọc lắm. Anh vừa suy nghĩ về những chuyện huyền bí, vừa sợ nếu nhỡ như mình ngủ thiếp đi, thì biết đâu ở trong một góc nào đó có một hồn ma đang đưa ánh mắt ám ảnh theo dõi cả hai người. Tuy nhiên có cố gắng đến đâu, Phong cũng phải chịu thua cơn buồn ngủ. Vì đêm qua anh đã gần như thức trắng. Giờ sức đâu mà thức nữa. Cứ như vậy Phong thiếp đi trong vô thức. Và tất nhiên là cái giấc ngủ này không hề bình yên một chút nào. Anh thấy mình vẫn còn đang trong căn biệt thự cổ, nằm trên giường. Thế nhưng bên cạnh lại không phải Hà. Còn chưa hết thắc mắc thì từ bên ngoài một cái bóng người cao lớn bước vào, đưa tay đấm đá túi bụi, miệng quát to để hung dữ. Ai cho mày ra ngoài? Ai cho mày ra ngoài? Cơn đau nhói khiến cho Phong thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Giờ thì mới là khung cảnh của thực tại. Bên cạnh là Hà đang ngủ say. Anh thở vào một nơi như vừa từ cõi chết trở về. Gần 10 phút sau thì đầu tóc của Phong mới thực sự tỉnh táo. Anh dùng tay lau đống mồ hôi vã ra như tắm rồi thì thầm. Trời đất ơi, mình nằm mơ cái quái gì thế này? Thế nhưng anh không nghĩ rằng cái giấc mơ này có liên quan đến thực tế, mà chỉ lấy lý do mình đã nghĩ ngợi quá nhiều cho nên sinh ra mộng mị. Bởi cái người đàn ông kia hoàn toàn xa lạ, và lại ngoại hình thì cũng không giống ma quỷ cho lắm. Ổn định tâm lý xong, Phong đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ cũng đang hơn 7 giờ sáng. Nhớ tới việc phải trả phòng, anh liền nhanh chóng thúc giục. Hà ơi, dậy dậy đi em ơi. Hà vẫn nằm yên không một chút phản hồi. Phong đưa tay kéo chiếc chăn đang quấn phủ kín đầu của người yêu, miệng thì chuẩn bị gọi thêm một lần nữa. Tuy nhiên Phong gần như ngay lập tức phải đứng khựng lại, bởi người đang nằm kế bên anh đây không phải là Hà, mà lại là một cái thân người mặc quần áo trắng, dính đầy máu me. Kèm theo đó là một thứ mùi hôi tanh sộc thẳng vào mũi. Khỏi phải nói Phong giật này cả người thét toáng lên trong vô thức. Thêm một lần nữa Phong bừng tỉnh trong căn phòng quen thuộc. Còn Hà thì ngồi bật dậy nhìn anh chằm chằm.
Anh bị sao vậy hả? Anh có làm sao không tự dưng hét toáng lên như vậy? Giật cả mình. Lần này thì đúng là Hà thật. Thế nhưng mà để cho chắc chắn hơn, Phong ngồi dậy đưa tay vỗ vào mặt của mình. Cơn đau nhanh chóng ập tới làm cho Phong nhận thức được mọi thứ là sự thật. Vậy là vừa rồi anh chỉ nằm mơ, một giấc mơ trong một giấc mơ. Tuy hơi có chút rối rắm nhưng đây thực sự là những gì Phong đã trải qua. Anh đưa mắt nhìn sang Hà rồi thì thào. Em lo dậy thu dọn đồ đạc đi. Mình trả phòng rồi còn về. Anh ơi, em muốn ở đây thêm một ngày nữa. Cái gì? Khỏi phải nói Phong tỏ ra bất ngờ lắm. Em nói cái gì vậy? Sao lại đòi ở lại? Vé máy bay mình đặt rồi cơ mà. Em biết nhưng mà em... Câu nói của Hà chưa dứt, cô đã ngã vật xuống giường. Hà, Hà, em sao vậy? Phong lại một lần nữa được một phen hoảng hốt bởi anh nhận ra khắp người của Hà đang nóng hồi hồi. Trời đất ơi, em sao thế này Hà ơi? Thế nhưng bây giờ Hà không còn phản hồi được nữa. Hai mắt của cô mà dần chìm vào trong vô thức. Thế là ngay lập tức Phong gọi xe rồi đưa người yêu vào bệnh viện để cấp cứu. Đến tận đầu giờ chiều Hà mới tỉnh dậy được. Phong ngồi kế bên lo lắng bón từng muỗng cháo cho người yêu. Em thấy sức khỏe thế nào? Bác sĩ bảo em bị xuất huyết. Em không sao. Vậy là tốt rồi. Anh cũng hủy vé rồi. Để khi nào em khỏe hẳn thì mình về. Vâng, nhưng mà anh ơi, em không muốn ở đây. Mùi của nó ớn lắm. Anh Trâm về căn biệt thự nghỉ ngơi được không? Phong có chút cựng lại. Bởi quả thật anh cũng không muốn phải trở lại đó chút nào. Nhưng sau một hồi năn nỉ, anh cuối cùng cũng đành phải chiều theo ý của Hà. Trời xế chiều, Phong từ bên ngoài trở về căn biệt thự. Trên tay là phần cháo còn nóng hổi để cho người yêu giải cảm. Hai người về được khoảng hơn 2 giờ. Khi cánh cổng vừa được mở ra, Phong lập tức giật mình đứng cựng lại. Bởi anh thấy Hà đang ngồi ngay dưới cái mái hiên của sảnh lễ tân. Trên tay cầm một cuốn sách và đặc biệt là trông cô rất tươi tỉnh vui vẻ lắm. Như chưa thể dừng lại mệt mỏi hay nóng sốt gì. Thậm chí là lúc nãy khi đi mua cháo, Phong còn thấy người yêu nằm li bì trên giường. Thế là anh liền bước tới rồi cất tiếng gọi. Hà, sao lại xuống đây? Không ở trên phòng nghỉ ngơi. Anh qua đây chơi nè. Em không sao nên khỏe rồi. Khỏe thật chứ? Thật mà anh phải tin em chứ. Phong nhíu mày đưa tay sờ lên trán của người yêu. Đúng thật là Hà không còn nóng nữa. Nhưng anh cũng không muốn cô ngồi đây rồi trúng gió cho nên vội nói. Em vào trong này ăn cháo đi, đừng có ngồi đây nữa. Vâng, em biết rồi. Sau khi ăn xong phần cháo, Hà được Phong đưa lên phòng người để nghỉ ngơi. Còn anh thì cũng chẳng thức được lâu bởi cơn buồn ngủ từ đầu ập tới, làm cho Phong từ từ chìm vào trong giấc ngủ vô thức. Và rồi thêm một lần nữa, anh mơ về giấc mơ y hệt hôm qua. Thế nhưng lần này thì đặc biệt hơn đôi chút, bởi Phong có thể trông thấy rõ nhân dạng của người đàn ông kia. Ông ta cao lớn mập mạp, kèm theo một cái đầu hói, miệng ngậm điếu thuốc, tay thì liên tục tát lấy tát để vào mặt của anh. Đồ quỷ cái, ta đã nói bao lần rồi, nhiệm vụ của mày ở đây là ngoan ngoãn phục vụ tao. Chứ nếu không thì cả nhà mày sẽ sống không bằng chết. Còn cái nhà hàng của mẹ mày nữa, tao sẽ cho người qua đốt sạch bây giờ. Ngay đến đây Phong toan định đưa tay lên chống cự, cũng như là giải thích rằng mình không biết đối phương là ai. Tuy nhiên cơ thể của anh không còn nghe theo trí óc nữa. Hay nói đúng hơn giống như Phong đang ở trong một góc nhìn người khác vậy. Sau khi người đàn ông rời khỏi phòng, anh cảm giác như mình đứng dậy, rồi bất ngờ lao tới cửa sổ, đổ sầm xuống khoảng sân. Những gì cuối cùng Phong có thể nghe thấy được chính là tiếng hét thất thanh ở trong đầu, mà cái giọng thì giống như của một cô gái vậy. Phong bừng tỉnh dậy, anh đưa tay của quảng khắp chung quanh. Phải mất một lúc lâu Phong mới thực sự thoát khỏi cảm giác rơi tự do trong cơn ác mộng vừa rồi. Thế nhưng mọi thứ đâu có đơn giản như vậy. Anh quay sang bên cạnh và ngay lập tức há hốc mồm khi nhận thấy Hà đang nằm bất động ở trên giường. Hai mắt của cô mở to, chừng chừng nhìn lên trần nhà. Trường hết tay chân của Hà cứ co quắp lại, uốn éo như thể sắp bị bẻ gãy tới nơi. Hà ơi, em sao vậy Hà ơi? Mặc cho người yêu lay gọi, nhưng Hà vẫn không có chút phản ứng nào, cứ gần như là mê sảng. Sợ quá Phong lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Alo, alo.
Nhưng rồi khi thông báo địa chỉ xong, anh nhận ra Hà lúc này đã đứng ngay sau lưng của mình. Khỏi phải nói, một cảm giác ớn lạnh ập đến khiến cho anh giật lùi về phía góc tường vô thức. Em tuy gọi là như vậy nhưng Phong cũng đờ mờ đoán được người đang đứng trước mặt mình đây không phải cô người yêu của anh nữa. Ai đó? Một câu hỏi tưởng chừng như vô tri của Phong ngay lập tức được Hà phản hồi lại. Tôi không phải người yêu của anh, tôi chỉ đang mượn thân xác cô ấy. Cô tôi chính là cái bóng trắng anh thấy. Tôi biết, nhưng sao cô nhập vào Hà? Người yêu tôi có tội tình gì với cô? Tất nhiên là không có tội, nhưng cô ấy hợp mạng với tôi và tôi cần mượn thân xác này để làm vài chuyện. Chuyện gì à? Qua giấc mơ vừa rồi của mình, anh không đoán được sao? Phong ngờ ngờ nhớ lại vừa rồi anh lắp bắp. Cô chính là người ngã từ trong phòng này xuống đất. Đúng vậy, chính là tôi. Nói vậy cô đã ở đây từ lâu? Cũng không hẳn đâu. Hằng ngồi xuống giường bắt đầu kể câu chuyện về cuộc đời của mình. Anh có nhớ cái nhà hàng Sao Mai đêm trước đi ăn không? Tôi nhớ. Đó chính là nhà tôi. Chủ nhà hàng là mẹ tôi. Khoảng 10 năm trước, tôi chỉ là một cô bé mới tốt nghiệp cấp 3. Nhưng do gia đình gặp biến cố lớn, tôi quyết định không đi học đại học. Thời điểm đó gia đình nợ nần đủ chỗ. Và một trong số chủ nợ đó chính là ông Cường, chủ của căn biệt thự này. Trên hết ông ta còn là dân xã hội đen nữa, nên tuần nào cũng cho đàn em đến quậy phá. Thành ra là nhà hàng không kinh doanh được. Nhiều lúc hai mẹ con còn nghĩ đến việc tự vẫn cho rồi. Nhưng khi bị dồn đến chân tường, tôi được chính ông Cường ngỏ lời muốn thuê tôi về căn biệt thự để làm việc. Và tất nhiên nó chỉ là vỏ bọc. Thực chất ông ta coi tôi như món hàng dùng để tiếp những vị khách quý, những đối tác làm ăn khi đến đây du lịch. Với lời hứa nếu đồng ý phục vụ nhu cầu này trong vòng 1 năm, ông ta sẽ xóa nợ dần cho mẹ con tôi. Nhưng khi đến thời hạn, con quỷ dữ đó không những không giữ lời, còn tìm cách lật lọng, sở tung những video, những hình ảnh tôi phục vụ những khách hàng kia để nhằm bôi nhỏ. Bởi ông ta thừa biết, nếu truyền đến tai của mẹ tôi, bà sẽ phẫn uất mà tự vẫn ngay được. Thế là tôi nén cơn giận cố gắng làm thêm chừng 2 tháng. Nhưng tần suất bị cưỡng ép ngày một nhiều, thậm chí ông ta còn lừa cho tôi sử dụng ma túy. Đến khi không chịu được nữa, tôi gieo mình nhảy xuống sân để tự vẫn mong được giải thoát. Nhưng anh có biết không, khi một người tự tử thì vong hồn của họ chẳng được quỷ sai đưa đi, mà ngày nào cũng phải bắt thực hiện cái hành vi của mình. Đau đớn lạnh lẽo lắm. Cứ như vậy ngày qua ngày, cơn oán hận của tôi ngày một dâng trào. Và rồi cuối cùng thì cơ hội của tôi cũng đến. Chính người yêu của anh hợp tuổi với tôi, cô ấy có thể cho tôi nhập hồn vào xác. Nghe đến đây Phong chân tay run rẩy, nhưng anh vẫn cố gắng nói. Này cô, tôi biết cô đã phải trải nghiệm qua những cái chuyện không dễ dàng có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng tôi không thù không oán, xin cô hãy thoát khỏi người của Hà. Không được, tôi phải trả thù. Mà muốn trả thù tôi phải có nhân dạng. Cô bị điên rồi. Cứ cho là cô trả thù được, nhưng tới đó Hà sẽ bị liên lụy. Cô không tin vào luật nhân quả ư? Cô làm như vậy thì càng không thể nào siêu thoát được. Anh im đi. Hà trừng mắt. Mà không, không thể gọi là Hà được nữa, mà là nữ quỷ đang trú ngụ trong người của cô. Phong cũng không chần chừ thêm, anh lao tới đưa tay giữ Hà lại, miệng liên tục gọi. Hà, em có nghe anh nói gì không Hà ơi? Thế nhưng sức mạnh của Hà lúc này phải gọi là quá chênh lệch. Chỉ cần một cú gạt nhẹ, Phong đã ngó rúi rủi xuống đất. Anh lúc này liền gào lớn. Hà, em tỉnh dậy đi Hà ơi. Cái thân người của Hà cứ như vậy bước thẳng về cửa. Nén cơn đau, Phong lồm cồm bò dậy rồi bám theo. Hà xuống tứ gian bếp, cô vớ lấy một con dao cầm khư khư trên tay. Giờ đây cái vong hồn đang nhập vào cô chỉ có một mục đích duy nhất, chính là tìm ông Cường để trả thù. Ra đến cổng, Hà vừa mở cái chốt khóa thì cô đứng cựng lại. Bởi bên ngoài lúc này là bóng hình của một người đang đứng. Phong lúc này chạy xuống đến nơi. Bà chủ nhà hàng. Đúng thật vậy, người đang đứng bên ngoài cổng của căn biệt thự chính là bà chủ nhà hàng Sao Mai. Bà nhìn Hà một cách chân chối rồi cất tiếng. Cô là ai? Cô biết gì về con gái tôi? Thì ra từ cái đêm ở nhà hàng, bà nhận ra ánh mắt có phần khác thường của Hà. Trừ hết cách cầm đũa,
cách lựa những thứ không ăn được ra một góc của cô, sống nghẹn với đứa con gái đã chết gần chục năm của bà. Cả đêm hôm ấy bà cứ trằn trọc không ngủ được, và rồi bà quyết định tìm kiếm. Giống như một sự trùng hợp, nơi bà nghĩ đến chính là căn biệt thự này. Phòng cũng không ngần ngại ú ớ nói chen: "Bà, con gái của bà đang nhập vào xác người yêu của tôi. Con gái của bà là con gái của bà." Nhưng tưởng đâu người phụ nữ trung niên sẽ không tin. Thế nhưng không, bà đưa cặp mắt rưng rưng của mình nhìn thẳng vào Hà, rồi giương hai tay: "Quỳnh, con gái của mẹ đâu phải không? Là con phải không?" Hà vẫn đứng nghiêng nhưng cặp mắt của cô thì đỏ hoe, hai hàng lệ tuôn rơi lã chã trong vô thức. Người phụ nữ lao tới giang tay ôm chầm lấy Hà, miệng phát ra những tiếng nức nghẹn: "Mẹ biết mà, mẹ biết con vẫn ở đây chứ chưa bỏ mẹ mà đi. Con ơi, mẹ nhớ con nhiều lắm. Mẹ tránh ra đi, con phải báo thù, con phải đi báo thù." "Thù gì nữa hả con? Con định làm gì?" "Con phải báo thù lão Cường." "Trời đất ơi, con không biết gì sao? Lão ấy đã chết được một năm rồi." "Sao? Sao lại chết?" "Chuyện dài lắm. Khoảng hơn một năm trước, nghe đầu lão ta bị một nhóm băng đảng giang hồ khác phục kích giết hại vì mâu thuẫn trong chuyện làm ăn. Thi thể nghe đâu còn không được nguyên vẹn. Hôm ấy khi nhận được tin, mẹ có ra mộ của con để khấn vái và kể. Thế nhưng chắc con không nghe được nhỉ?" Hà ấp úng, thì ra cô luôn ở trong căn biệt thự này cho nên không hề biết gì cả. "Quỳnh, con đừng ôm hận thù nữa. Mọi chuyện đã qua rồi. Những kẻ thù ác đều đã phải trả giá. Con đừng làm chuyện dại dột ảnh hưởng tới cô gái tội nghiệp này nữa. Con nghe mẹ đi. Rồi mẹ sẽ nhờ thầy rước hồn con về nhà được không? Về nhà ở với mẹ. Mẹ không cho con đi đâu nữa cả." Bất giác Hà ngửa cổ lên trời thét một tiếng lớn. Con dao trên tay của cô cũng rơi xuống đất. Đồng thời cả cơ thể co giật liên hồi. Đến khi Phong kịp chạy tới thì cô người yêu đã ngất lịm. Đến cuối ngày hôm ấy, Hà cũng tỉnh lại trong bệnh viện. Và cô gần như không nhớ gì cả, ngoài việc đêm đầu tiên trong căn biệt thự. Cô cứ mơ thấy một cô gái đi theo mình và luôn miệng đòi mượn thân xác. Những chuyện sau đó cô chỉ loáng thoáng cảm nhận, nhưng nhìn chung thì mọi thứ có vẻ mông lung lắm. Về phần của mình, Phong không muốn cho người yêu nghĩ ngợi nhiều, cho nên cũng giấu luôn sự thật về cô gái tên Quỳnh kia. Ngày hôm sau, hai người đặt máy bay và trở về thành phố để kết thúc một kỳ nghỉ thực sự rất đáng nhớ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.